Tại trung tâm thanh y có dạy khóa đắp bột với các bạn. Thì tại trung tâm thì dạy từ cơ bản đến nâng cao. Hôm nay Nhân sẽ nói về với các bạn những cái lỗi mà thường hay gặp khi đắp bột ha. Thì cái lỗi đầu tiên của chúng ta sẽ là như thế này. Các bạn quan sát nha, xem coi mình có bị như vậy hay không nha. Lấy cục bột không theo ý muốn nè ha. Và nếu như theo ý muốn rồi, các bạn đặt bột lên. Các bạn thường ưa đặt bột lên, sau đó các bạn kéo đi luôn. Đây, lỗi sai thứ nhất nha. Các bạn không đợi bột, cũng như là không có biết kéo bột đi như thế nào ha. Cũng như là không có biết dùng cọ nha, là lỗi sai thứ nhất. Vậy thì cách khắc phục như thế nào? Bây giờ khi mà trước khi chúng ta kéo bột, chúng ta luôn luôn nhớ quan sát cái diện tích bề mặt móng để chúng ta lấy được một lượng bột theo ý muốn. Xong sau đó chúng ta sẽ quan sát bột. Bột sẽ chuyển từ trạng thái lì qua trạng thái bóng, có nghĩa là nó đang trong quá trình polymer hóa nè. Các bạn thấy cục bột của mình bóng lên không? Bóng lên rồi thì các bạn mới đặt lên tay của khách. Đặt một cách nhẹ nhàng, kéo bột đi về phía dưới đầu móng. Xong sau đó các bạn điều chỉnh hai bên nè. Đó, xong sau đó các bạn hãy đặt ngón tay khách vuông góc với mặt bàn ở đây. Lúc này cọ của mình hãy chùi cho sạch, thấm ẩm cọ và vuốt nước hết ở trong cọ đi. Quay về, chúng ta lại đặt cọ bên trong bột. Chúng ta đẩy nhẹ để cho nó tròn cái cuticle. Xong sau đó nếu mà bột tràn ra hai bên thì chúng ta đẩy nhẹ vô. Rồi, chúng ta tùy theo bột đang ở giai đoạn nào. Nếu như bột của các bạn là bột dẻo giống như bột của trung tâm Honey thì các bạn cứ đi từ từ nhẹ nhàng, bột sẽ rất là nghe lời, đáng yêu và dễ thương nữa đó. Chắc chắn là các bạn sẽ rất là thích. Còn nếu như bột của chúng ta là bột dòng bột mau khô thì các bạn phải đi nhanh tay hơn ha. Các bạn không có đợi quá lâu, cũng như là không có đặt ngón tay của khách vuông góc với mặt bàn lâu ha. Các bạn đi nhanh tay lên, và khi mà bột nó quá khô thì các bạn có thể đi bằng cái cùi của cọ. Còn bột đang ở giai đoạn dẻo, các bạn có thể đi vào thân và mũi của cọ. Các bạn cứ dìu kéo đi, dìu như vậy. Bột sẽ rất là nghe lời và định hình, nó nằm đúng ở vị trí mà mình muốn. Lỗi sai đầu tiên của học viên là phải biết quan sát bột xem bột như thế nào để chúng ta điều chỉnh cọ và kéo đi cho nó hợp lý. Lần sau sẽ lên là bài lỗi thứ hai nha các bạn.